Những phát ngôn gây sốc nhưng thẳng và thật. Trong tình yêu mà không có tình dục thì giống như là tình bạn rồi. Không còn cái đó thì sống làm gì. Những con số giật mình đáng báo động. Dưới 1 phút à, chào thân ái cho 60% đàn ông xuất tinh sớm đấy. Những bí mật lần đầu tiên được bật mí. Đàn ông quan niệm cái đó là sức mạnh. Cái xe máy to, cái Harley hoành tráng chở bạn gái đi chơi mà hỏng bugi thì thua cái ba vé ta phải vẫn còn bugi. Trên 30 phút mới đủ thỏa mãn cho cái nhu cầu tình dục của em. 30 phút thì number one. Tất cả sẽ có trong chương trình Hỏi Nhanh Đắc Thẳng Chuyện Phòng The với sự tham gia của tiến sĩ bác sĩ Lê Thúy Tươi, tiến sĩ Lê Thẩm Dương, ca sĩ diễn viên Phương Trinh Jolie. Chương trình sẽ được công chiếu lúc 20 giờ ngày 4 tháng 4 năm 2019 trên fanpage Sum Anibat Platinum. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem.